Hello anh em ơi, theo sự yêu cầu của anh em trên kênh YouTube bên em thì kêu làm clip con 155 màu đỏ nhám ha. Thì con này cũng nói chung là cũng gắt, còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn đấy. Thì nó cũng không có vấn đề gì mà để tải nhiều đâu anh em, chủ yếu là quay lên cho anh em có cái chắc xe rồi kia thôi. Được anh em chốt à đó, con này Odo đi có được 1600 cây ha, 1600 km đây, đúng chuẩn Odo nha anh em đó. Đồ mod thì một mod nè. Máy rất êm ha. Nói chung thì nó đi có ô đồ đi có 1600 à anh em. Nó chạy chưa hết Kudai nữa ha. 1600 thì giỏi quá, thay mới được có một chai nhớt à. Đây cốc trước cốc sau là chưa chạm. Cốc trước rồi là chưa có dấu hiệu mở gì luôn ha. Cốc sau đúng vậy luôn, cốc sau là chưa có dấu mở luôn, chưa tăng sên luôn, chưa mở, chưa tăng sên lần nào luôn, như xe mới luôn nha anh em. Xe này không một lỗi nhỏ, xe này bao anh em là 100% là đúng chuẩn Odo nha, nó không tua không xả, xe không lỗi nhỏ nha. Áo chùm keo luôn, áo chủ xe xài cũng rất kỹ, là chùm keo bít áo luôn nha. Máy tiếng hơi quá lực. Xe quá đẹp anh em ơi. Nhất là cái màu đỏ nhám này nữa, nhìn cái xe nó chắc lắm. Em thấy 155 có cái màu này em thấy coi được mắt nhất luôn. Nó như là cái mẫu áo mẫu tem này như là nó mắc tiền hơn mấy cái mẫu kia luôn ha. Đó, cái màu trắng đỏ mà được trắng ở dưới đó rẻ hơn mẫu này nè. Nó mắc tiền hơn cái đỉnh này do cái kiểu tem với lại màu sơn nữa ha. Nó chứ không phải là màu nào cũng giá tiền cũng đồng nhau nha, giá tiền thì chiếc này là giá nó cao hơn nè. Với lại nó xài ổ khóa mắc cây luôn. Rồi mấy mẫu này mẫu xe mới chứ em cũng có gì để tả nhiều anh em ơi. Thì cái chắc xe thì nó mới chát vậy đó. Anh em là vừa ý thì chốt alo em nha. Số điện thoại em là 0961374375. Đây giá công khai luôn, 34 triệu nha anh em. Đó, 34 triệu. Giao giấy tờ cà quẹt chứng minh chỗ đầy đủ cho anh em mình nha. Rồi anh em muốn rút hồ sơ thì qua Tết thêm phí vô bên em rút ha. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.